thống báo cháy tự động hoạt động không đảm bảo theo quy định, hệ thống họng nước chữa cháy hoạt động không đảm bảo theo quy định, hệ thống chữa cháy tự động chưa được giám sát hoạt động, cùng nhiều vấn đề khác. Đó là những gì đang diễn ra tại chung cư HHB tại khu đô thị Tân Tây Đô do công ty đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư. Theo đó, diện tích xây dựng của tòa nhà này là 3.300m², xây cao 25 tầng nổi và 1 tầng hầm. Trong số đó, từ tầng 1 đến tầng 3 được xác định khu vực tầng thương mại đã bị bỏ hoang từ lâu. Mới đây, chủ đầu tư mới bắt đầu thực hiện thi công bao che mặt ngoài. Qua kiểm tra, đội phòng cháy chữa cháy số 13 ghi nhận khu vực tầng thương mại từ tầng 1 đến tầng 3 chưa thi công hoàn thiện, chưa lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, chủ đầu tư là Hải Phát từ lâu đã tự ý tiến hành xây chia mặt bằng các vách gạch ngăn chia thành các vòng không đúng với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt để bỏ hoang gần 3 năm nhưng chưa được thẩm duyệt bổ sung về phòng cháy chữa cháy. Lối thoát nạn từ tầng hầm theo thang bộ lên khu vực thương mại đã bị xây tường bịt kín từ lâu, không sử dụng được, sai hoàn toàn so với hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt. Trục kỹ thuật chưa được chèn bịt kín bằng vật liệu không cháy theo quy định. Tôi sống ở chung cư này từ năm 2015, nhưng thực tế hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa bao giờ tôi yên tâm cả. Bà Bùi Thị Tho, thành viên ban quản trị tòa nhà HHB, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội lo lắng. Tôi sống ở chung cư này từ năm 2015, nhưng thực tế thì cái hệ thống phòng cháy chữa cháy thì chưa bao giờ tôi yên tâm cả. Cái đợt thanh tra vừa rồi đấy, thì cái kết quả nó cũng đã phản ánh cái sự không yên tâm của mình. Đó là cái thứ nhất là cái hệ thống báo cháy là nó rất là bất cập. Có thử về cái độ báo cháy nhưng mà hầu như các đầu báo cháy là không có báo động gì cả, chuông không kêu. Thứ hai nữa là cái bơm nước thì đến khi mà sử dụng cái bơm, đây đúng là cái vị trí này là dưới là nó là có một cái bể để mà bơm nước để chữa cháy khi có cháy thì không có một giọt nước nào cả. Tôi cũng thấy rất là kỳ bởi vì là cái bể để bơm để phòng cháy chữa cháy mà không có một chút nước nào cả. Mà theo cái giải thích thì của chủ đầu tư thì hình như là cái bể này là bịt lại để dành cho cái 3 tầng thương mại. Và dân của chúng tôi thì không còn có được sử dụng nước để phòng cháy chữa cháy nữa. Đấy, như vậy thì khi mà có cháy xảy ra thì chắc chắn là không đủ lượng nước để mà cứu hỏa được. Có một đợt là hình như là có một cái cháu nào ở cái tầng nào đấy là nó lại bấm cái chuông báo cháy, nhưng mà có tầng thì báo, có tầng thì chuông lại không báo. Cụ thể như tầng nhà tôi là không ai biết cả. Vậy là suốt gần 3 năm qua, dù được đưa vào vận hành, nhưng toàn bộ tầng sảnh không có hệ thống nước chữa cháy mà chỉ được chủ đầu tư lắp giả đính vào tường. Với lỗi đặc biệt nghiêm trọng này, không hiểu lý do tại sao tòa nhà này lại có thể được cơ quan phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền tiến hành nghiệm thu đưa vào hoạt động tầng hầm và 22 tầng nóc của tòa nhà. Còn lại sảnh dù được đưa vào hoạt động nhưng không được đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cùng với 3 tầng bỏ hoang chưa được thẩm duyệt và đã xây sai thiết kế đã được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Cùng chung nỗi lo với bà Tho và các cư dân tòa nhà, ông Vũ Quốc Sĩ cho biết rất là lo lắng vì thời gian gần đây rất nhiều vụ cháy đã xảy ra và gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tất nhiên là tôi rất là lo lắng vì thời gian gần đây cũng như năm ngoái thì rất nhiều vụ cháy xảy ra. Nó thiệt hại rất nhiều về tài sản cũng như con người. Nhưng ta đã biết thì cái vấn đề phòng cháy chữa cháy nó liên quan đến tính mạng của gia đình tôi cũng như là cư dân ở khu chung cư này. Thì tôi cũng đề nghị là ban quản trị là cũng phải yêu cầu công ty cổ phần Hải Phát là phải thực hiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và tất cả những cái công năng mà được sử dụng để thoát hiểm cũng như là phòng cháy chữa cháy là phải sử dụng đúng mục đích. Trước đó, tháng 10 năm 2017, Ban Quản trị tòa nhà HHB, Cảnh sát khu vực Tân Tây Đô, công ty 3BI Việt Nam cùng đại diện Ban Quản lý tòa nhà đã tổ chức kiểm tra đột xuất an ninh 3 tầng trung tâm thương mại hiện đang để trống tại tòa nhà này. Tại đây đã phát hiện đối tượng phá hàng rào thép B40 dùng để ngăn lối vào cầu thang.
Tại tầng 2, tổ kiểm tra phát hiện dấu hiệu có người đang dùng đồ cá nhân như quần áo, ga giường, ba lô, bánh mì. Tại tầng 3, có hai phòng nhỏ có vỏ bài chắn, đĩa và hiện tượng phóng uế vô cùng mất vệ sinh. Tổ kiểm tra nhận định kẻ gian có thể đột nhập từ bên trong khu thương mại qua thang bộ tầng 1 bên ngoài, rồi men theo lối thoát hiểm để đột nhập vào các tầng phía trên thuộc khu căn hộ. Đến tháng 11 năm 2017, Đoàn Kiểm tra Vệ sinh Môi trường Phòng chống dịch bệnh xã Tân Lập đã kết luận, tại tầng 3 tòa nhà HHB có nhiều bồn chứa nước đựng rác thải bẩn, nguy cơ phát sinh bệnh dịch, đặc biệt là loang quăng, bọ gậy, gây bệnh sốt xuất huyết. Đoàn đã phải nhanh chóng xử lý tại khu vực có nguy cơ phát dịch bệnh. Trong quá trình ghi nhận thực tế tại khu chung cư này, chúng tôi cũng nhận được nhiều bức xúc khác của các cư dân về tình trạng nhà xuống cấp nghiêm trọng sau 3 năm về ở cùng nhiều vấn đề bất cập khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn.